những chiến tích quậy phá bên ngoài sân cỏ của nhiều ngôi sao bóng đá khiến cho các fan luôn phải lắc đầu ngao ngán. Và sau đây, cùng chúng tôi điểm qua 8 ngựa chứng nổi tiếng nhất thế giới túc cầu. Balotelli. Đứng đầu trong danh sách này chắc chắn không ai xứng đáng hơn Balotelli. Ngôi sao lắm tài nhiều tật này sở hữu một bản danh sách scandal khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Khi thi đấu dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên khác tiếng như Jose Mourinho, cầu thủ này cũng bỏ cuộc họp với người đặc biệt để đi xem đua xe. Balotelli từng ném phi tiêu vào các đàn em để bớt buồn hơn. Chưa dừng lại ở đó, Super Mario còn bóp cổ huấn luyện viên Mancini, người có công rất lớn trong sự nghiệp của tiền đạo này. Hành động bóp cổ huấn luyện viên Mancini là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Balotelli. Không lâu sau, tiền đạo này đã bị bán khỏi Man City, để rồi phong độ xuống dốc không phanh. Osvaldo. Osvaldo là một cầu thủ có tài, dù vậy nó đã bị che mờ bởi vô số scandal ngoài sân cỏ của anh. Phần lớn sự nghiệp của Osvaldo gắn liền với những tai tiếng, những lần đấm nhau với đối thủ hay đồng đội và những án phạt lạ đời mà không nhiều cầu thủ từng mắc phải. Hồi năm 2011, còn khoác áo Roma, Osvaldo đã thẳng tay vả Lamela trong phòng thay đồ chỉ vì tiền đạo này không chịu truyền bóng theo yêu cầu của anh. Cũng trong mùa giải đó, tiền đạo người Italia từng lên Twitter chửi huấn luyện viên trưởng của Roma, ông Andrea Zoli, bằng những lời lẽ tục tiểu chỉ vì không được chiến lược gia này trọng dụng. Một lần khác, trong trận đấu tập trong chuyến tập huấn của Southampton năm 2014, đã chứng kiến tiền đạo gốc Argentina thượng cẳng tay hạ cẳng chân với Joe Fonte. Sau đó, trong màu áo Inter Milan, anh tiếp tục trở thành tâm điểm của những tranh cãi. Nạn nhân lần này của anh là Mauro Icardi. Cặp đôi này gần như nổi điên trên sân sau khi bất đồng quan điểm. Rất may là Freddy Guarin đã kịp lao vào ngăn cản một màn gà nhà đá nhau đầy mất mặt. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Tuy nhiên, thành tích bất hảo ngoài sân bóng của tiền đạo lắm tài nhiều tật này cũng không hề kém cạnh là bao. Với cái tôi quá lớn của mình, Ibrahimovic luôn tự cho mình là số 1. Chính vì thế, anh không ngại phải đối đầu với bất cứ ai, từ huấn luyện viên trưởng cho đến các đồng đội xung quanh. Tiền đạo người Thụy Điển luôn cho mình ở một đẳng cấp khác. Song cá tính ngạo mạn ấy lại giúp Ibrahimovic trở nên vĩ đại. Luis Suarez. Tài năng của Suarez thì phải bàn, còn độ điên của anh thì khỏi phải nói. 25 trận treo giò là tổng án phạt mà tiền đạo người Uruguay phải nhận chỉ sau 3 lần gây án. Ngoạm Osman Batkan 7 trận vào tháng 11 năm 2010, phân biệt chủng tộc Efra 8 trận ở mùa 2011-2012 và cắn Ivanovic 10 trận ở mùa 2012-2013. Sami Nasri. Người Pháp từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào Nasri. Họ coi bộ tứ Karim Benzema, Hatem Ben Arfa, Jeremy Menet và Sami Nasri như là thế hệ vàng sinh năm 1987. Cùng nhau, Nasri và đồng đội sớm có bản CV hoành tráng khi mà vô địch giải U17 châu Âu năm 2004. Tuy nhiên, thái độ ngạo mạn và khinh thường đối thủ đã khiến cho ngôi sao người Pháp đánh mất chính mình. Nói về Nasri, cựu tiền vệ Emmanuel Frimpong của Arsenal đã từng chửi thẳng người đồng đội cũ là thằng ngốc khi mà trả lời The Telegraph. Sau trận thua 0-2 trước Liverpool, Nasri chỉ thẳng mặt tôi và bảo đội thua là do mày. Cách Nasri đổ lỗi khiến tôi rất thất vọng. Trên sân tập, mỗi lần tôi truyền sai, Nasri luôn la ó và buông lời khó nghe. Gã đó là tên ngốc, Frimpong nói. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Khi chuyển đến Man City, Nasri lại tiếp tục xem mình là cái rốn của vũ trụ. Thậm chí tiền vệ người Pháp còn chửi thẳng huấn luyện viên trưởng Man City khi đó là Roberto Mancini. Vì không trọng dụng mình. Tất nhiên, thói ngạo mạn của Nasri đã khiến anh phải trả giá đắt. Theo đó, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA quyết định tăng án phạt treo giò của cầu thủ này từ 6 tháng lên thành 18 tháng vì sử dụng chất cấm trong thi đấu. Công kích thầy, chửi đồng đội, tỏ thái độ ngạo mạn, Nasri có đủ những điều tồi tệ nhất. Sau tất cả, tiểu Zidane phải đón nhận tương lai cực kỳ ảm đạm. Joey Barton. Trai hư Joey Barton từng nổi tiếng với không ít vụ đánh lộn cả ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Có thể thấy rõ ở Barton hội tụ đầy đủ tính cách của một gã côn đồ ngoài đường phố. Anh sẵn sàng đánh đồng đội, cà khịa với đối thủ, hụt hặc với trọng tài và thậm chí là cãi nhau với chính huấn luyện viên trưởng. Scandal đáng xấu hổ nhất của Barton chính là lần cầu thủ này phải ngồi tù 6 tháng sau màn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với hai người qua đường hồi năm 2008. Theo báo cáo của phía cảnh sát, Barton đã hạ gục một người đàn ông với 20 cú đấm. Ngoài ra, một thanh niên khác cũng bị ngựa chứng này đấm gãy hai răng cửa. Sau khi treo giày để chuyển sang nghiệp huấn luyện, trai hư của bóng đá Anh Joey Barton vẫn quen thói đấm đá. Hồi 2019, anh đã bị cảnh sát sờ gáy vì đấm huấn luyện viên của câu lạc bộ Barnsley, Daniel Sturridge. Ben Arfa.
Hatem Ben Arfa từng được xem là một trong những tiền vệ hay nhất tại Premier League trong giai đoạn 2011-2015. Tuy nhiên, thành tích bất hảo trong quá khứ, mà điển hình là vụ đối đầu với huấn luyện viên Didier Deschamps, đã khiến cho ngôi sao này không được lòng nhiều người. Được biết, Ben Arfa và Deschamps từng có giai đoạn cùng chung màu áo Marseille mùa 2009-2011, cùng nhau giành chức vô địch Ligue 1 năm 2010, nhưng mà giữa họ tồn tại nhiều mâu thuẫn không thể hàn gắn. Đỉnh điểm chính là màn cãi vã gay gắt ngay trên sân tập hồi tháng 11 năm 2009, hay là việc Deschamps tước áo số 10 của Ben Arfa trao cho Gignac vào tháng 8 năm 2010 sau vụ lùm xùm chuyển nhượng với Newcastle. Thời gian sau, mối quan hệ giữa cả hai vẫn không được cải thiện. Thậm chí khi mà cả Deschamps giúp cho đội tuyển Pháp đăng quang ở World Cup 2018 thì Ben Arfa cũng không mấy xem trọng tài năng của người thầy cũ. Thậm chí cựu tiền vệ của Newcastle còn lên tiếng khẳng định việc Pháp vô địch chỉ là ăn may và khuyên Deschamps nên nghĩ đến việc từ chức ngay và luôn. Craig Bellamy. Sở hữu thể hình nhỏ con nhưng Bellamy là một trong những tiền đạo tốc độ nhất Premier League từng chứng kiến. Chân sút người xứ Wales thường xuyên có những pha đi bóng kỹ thuật ở cánh trước khi sọc vào vòng cấm dứt điểm. Ngoài ra, Bellamy còn nổi danh bởi tính cách nóng nảy. Còn nhớ hồi thi đấu cho Liverpool, Bellamy đã thẳng tay nện đồng đội bằng gậy đánh góp chỉ vì anh này không chịu hát karaoke. Đến khi khoác áo Man City, tiền đạo này cũng vẫn tính nào tật nấy. Thậm chí anh từng bị cảnh sát hỏi thăm khi cố tình đấm thẳng vào mặt của một cổ động viên Man United chỉ vì anh này đã chạy xuống sân ăn mừng bàn thắng của Owen trong trận derby giữa hai đội vào năm 2009. Vừa rồi là 8 cầu thủ ngông cuồng ngạo mạn nhất làng túc cầu thế giới. Thưa bạn, danh sách này còn thiếu cái tên nào không? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video mới nhất.